Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Xin gửi lời chào tới quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với kênh của Trung Thực Auto thì anh chị hãy dành cho Trung Thực Auto một like và một đăng ký kênh để có thể nhận được nhanh nhất và cập nhật nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay, Trung Thực Auto đang đứng tại vị trí là 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để giới thiệu với quý anh chị về những mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Với cơ sở vật chất rộng rãi hơn, khang trang hơn, đó chính là cách để mà Trung Thực Auto có thể phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Và rất hy vọng được chào đón quý anh chị tại địa chỉ mới của Trung Thực Auto. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu và chào bán tới quý anh chị một mẫu xe Hyundai Santa Fe bản máy dầu premium sản xuất năm 2019 mang biển Hà Nội đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Quan sát về phần ngoại thất và về phần nước sơn của chiếc xe Hyundai Santa Fe này, chúng ta có thể thấy chiếc xe này là có nước sơn là màu xanh. Tuy nhiên đã được chủ cũ là sử dụng thành hai tông màu, có phía bên trên nửa 1/3 phía bên trên thì đã được là chúng ta dán đề can màu bạc, đúng không ạ? Tạo cái sự trẻ trung cho chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và phần đầu xe thì các chi tiết như cụm đèn pha, rồi là cho đến các chi tiết mạ chrome, mặt ca lăng và các chi tiết là 4 cảm biến phía đằng trước. Tất cả các chi tiết của chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto đều là nguyên bản. Ở phần hông xe chúng ta có thể quan sát là chiếc xe Hyundai Santa Fe này vẫn đang sử dụng là dàn lốp theo xe, sản xuất có tuần sản xuất là tuần thứ 44 năm 2019. La răng vẫn là la răng đúc theo xe, đường kính la răng lên tới là 19 inch. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta quan sát ở phần sườn xe, chúng ta có thể thấy Hyundai Santa Fe cũng đã được trang bị là bậc lên xuống và nẹp mạ chrome phần hông xe. Gương chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Và bên cạnh đó nữa thì chiếc xe trên gương của Hyundai Santa Fe bản máy dầu premium này cũng được trang bị là tính năng là cảnh báo điểm mù. Và cảnh báo điểm mù với 4 cảm biến phía đằng trước, 4 cảm biến phía đằng sau, với kết hợp với cả camera báo lùi cũng như là cảnh báo điểm mù ở trên gương, giúp cho việc chúng ta tự tin để cầm lái chiếc xe Hyundai Santa Fe này, kể cả là trong đường phố đông đúc như của Hà Nội hay những thành phố lớn. Ở phần hông xe chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy là chiếc xe Hyundai Santa Fe này sử dụng là chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Chúng ta có thể là đóng mở cửa từ vị trí ghế người lái cũng như là hành khách phía đằng trước, đúng không ạ? Và các chi tiết của chiếc xe Hyundai Santa Fe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto đó là gì? Keo chỉ các vị trí đai ốc, tất cả các chi tiết này Trung Thực Auto, đội ngũ kỹ thuật của Trung Thực Auto đã kiểm tra là tất cả các chi tiết vẫn còn là nguyên zin. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này, anh chị hãy đến với địa chỉ của chúng tôi tại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm. Tiếp tục chúng ta di chuyển xuống đến phần đuôi xe. Ở phần đuôi xe của chiếc xe Hyundai Santa Fe mà chúng tôi đang giới thiệu với quý anh chị trong khuôn khổ video này thì các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Cụm đèn hậu cho đến là thanh nẹp biển số mạ chrome và hệ thống cảm biến phía đằng sau, tất cả các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Và xe được sử dụng là cốp điện. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát đây chính là không gian khoang hành lý của chiếc xe Hyundai Santa Fe khi chúng ta gập cả hai hàng ghế phía đằng sau. Và việc gập hàng ghế thứ hai cũng trở nên dễ dàng khi chúng ta có thể chỉ cần là sử dụng bằng nút bấm bên hông. Xe có hệ thống điều hòa là hai dàn lạnh độc lập với các cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi, giúp cho không gian trở nên thoáng đãng và đặc biệt là chúng ta sử dụng trong những chuyến đi xa. Và về lốp xe, lốp dự phòng của chiếc xe Hyundai Santa Fe này, lốp dự phòng của chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto, lốp vẫn còn chưa hạ, vâng, lốp chưa hạ. Và đó là những chi tiết mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị về ngoại thất và một phần nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này, anh chị hãy đến với địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm. Trung Thực Auto thì luôn luôn mở cửa để chào đón quý anh chị tới tham quan showroom kể cả là tối muộn. Và sau đây xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xin mời quý anh chị. Nội thất của chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu premium sản xuất 2019 được trang bị là ghế da với hai màu, đó là tông màu nâu đậm và màu đen. Hàng ghế phía đằng trước đó là ghế lái và ghế hành khách phía đằng trước được trang bị là tính năng điều chỉnh điện. Ghế lái của chiếc xe Hyundai Santa Fe này cũng có nhớ hai vị trí ghế ngồi, cũng như là hệ thống điều hòa được trang bị trên xe Hyundai Santa Fe này là hệ thống điều hòa tự động. Hàng ghế trước có tính năng là sưởi sấy, cũng như là vô lăng cũng được là có tính năng là được trang bị tính năng sưởi. Ngoài ra thì chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì đã được chủ cũ độ lên một cái tay lái rất là thể thao, đúng không ạ? Bọc da, ốp gỗ. Và nguyên bản của chiếc xe của tay lái này đó chính là tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng.
giúp chúng ta có thể là tương tác điều chỉnh hệ thống âm thanh, chúng ta có thể là kết nối đàm thoại rảnh tay, cũng như là chế độ lái Cruise Control khi chúng ta sử dụng các phím tích hợp trên vô lăng này. Xe được trang bị là lẫy chuyển số trên vô lăng. Và chiếc xe mà chúng tôi đang giới thiệu với quý anh chị ở đây đó là bản 2 cầu. Và đây là bản 2 cầu. Và xe cũng có tới 4 chế độ lái. Chúng ta có thể thấy là chúng ta có chế độ lái Comfort, Eco cũng như là chế độ lái Smart, đúng không ạ? Một điểm nữa là chúng ta có thể thấy trên chiếc xe này, nó chính là xe cũng được trang bị là cảm biến áp suất lốp. Và cũng được trang bị cảm biến áp suất lốp, đúng không ạ? Và sạc điện không dây, sạc điện không dây, cửa sổ trời cũng như là gương tự động chống chói, có tích hợp thêm là chỉ hướng, đúng không ạ? Và xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto mới lăn bánh được là 3,1 vạn cho một chiếc xe sản xuất 2019 Hyundai Santa Fe phiên bản phun dầu. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì anh chị hãy đến với cửa hàng của chúng tôi để được lái thử và trải nghiệm. Và sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đi đến với không gian khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Xin mời quý anh chị. Vâng, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây là bản máy dầu Premium 2019 và chiếc xe này vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Cho nên về không gian khoang động cơ thì chưa được vệ sinh dọn rửa. Tuy nhiên, trước khi đến tay của khách hàng thì tất cả các chi tiết này sẽ được làm sạch, hay chúng tôi còn gọi là spa, vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao tới tay của khách hàng. Keo chỉ của các cánh cửa xe, keo chỉ của đường nắp capo cũng như là các vị trí đai ốc của chiếc xe Hyundai Santa Fe này vẫn còn là nguyên zin. Động cơ, hộp số, đó là những điều mà Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị về tính nguyên bản, không tháo dỡ và đại tu. Ngoài ra thì với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì chúng tôi luôn luôn cam kết với quý anh chị hai điều. Thứ nhất đó là về chất lượng, đó là chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không ngập nước, và đó là chiếc xe về giấy tờ minh bạch, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Ngoài ra thì với việc sở hữu những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị hoàn toàn có thể sở hữu cho anh chị hoàn toàn có thể là sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70%. Thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì, anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp cho anh chị có thể là lựa chọn một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và 1 tỷ 165 triệu, đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Hyundai Santa Fe bản máy dầu Premium sản xuất năm 2019 đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và rất hân hạnh được chào đón quý anh chị đến với địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm chiếc xe Hyundai Santa Fe. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.